vô mình được đi du lịch sinh thái đó anh, mình nghe cái tên vậy nè, nhưng mà cuối cùng đó là như thế nào ạ? Thật ra thì hệ thống sinh thái bác sĩ nói chung là nó rất là nó rút ngắn thời gian đó, tức là thí dụ là chúng ta niềng răng nó sẽ rất là tốn thời gian thì hệ thống sinh thái nó đúng rồi, thường là niềng răng là tới mấy năm rồi đúng không? Năm rồi. Bây giờ nó rút ngắn được bao nhiêu ạ? Rút ngắn lại rồi còn khoảng chừng một tuần à. Anh đi ăn cơm hiểu phải không? Rồi mà một tuần nói chung là thời gian sẽ tuần em đâu đi làm răng sứ gì làm thời gian sẽ ngắn hơn đúng không? Thời gian sẽ ngắn hơn là bao nhiêu à? Mình không biết à. Nói chung là ngắn hơn cái thời gian bình thường. Chứ là hệ thống website bên mình thì niềng thời gian ngắn hơn ở ngoài là bao nhiêu ạ? Có ai biết không ạ? Ai cũng cười nghe là không ai biết à. Bác sĩ đâu ạ? À? Bác sĩ đang khám răng này ạ. Full cut ạ. Các anh của tôi đang full cut ạ. Đầu tư tiền thôi. Tôi chỉ là những người nhà đầu tư. Nhà đầu tư kéo khách về thôi ạ. Còn về chuyên môn có đội ngũ bác sĩ, mình có thể tự hào mình nói là đội ngũ bác sĩ ở đây là top Việt Nam. Nãy em thấy ở trên là có bác sĩ Hàn Quốc nữa đúng không anh? Bác sĩ Hàn Quốc à? Có một cái tên hả? Có bác sĩ Quốc rồi, còn bác sĩ Hàn thì mình không biết. Có một cái tên hả? Ở ngay đối đồ kia là Howard. Howard. Em tưởng là chị Harry Potter không? Howard à? Chắc là có là... Có nha. Thông cảm, tại vì trước khi mở cái này á là Lục với lại Quy với lại Quỳnh Phương là đang có một cái phim điện ảnh dự án ở bên Lục, cho nên là mình tập trung mình giao hết cho mấy bạn làm. Thì tối hôm qua là Lục với Quy mới vừa đón xe về từ ở tỉnh biên giới về tới đây lúc 2 giờ sáng, còn Phương thì quay quảng cáo tới 5 giờ sáng, cho nên là hiện tại bây giờ thì hồn vía cũng chưa có về hết, cũng còn đâu đó. Nhưng mà ba người hợp giống như là có phần điểm nhau hay là sao, hay là có ai trội hơn ai mà đều hết rồi, tại vì nếu như một người này mà trội hơn người kia thì tự nhiên hai người kia sẽ không dám nói người nọ, hiểu không? Cho nên là đều hết, người ta kêu ăn đồng chia đủ với anh đồng chia đủ. Ngọc Lan đang cầm trên tay là cái trùng hạ thảo à. Đây bác sĩ, đây bác sĩ tới rồi kìa. À bác sĩ đây, trời ơi, mời anh đứng đây ạ. Cái này là Harry Won hả Quy? Không. Dạ, chào bác sĩ tên gì ạ? Dạ, buổi sáng. Sáng. Dạ. Đây là bác sĩ chào Sáng. Anh Sáng. Sáng ơi, hệ thống niềng răng của mình rút ngắn được thời gian khoảng bao nhiêu lâu Sáng? À, cái thời gian điều trị á, là thứ nhất là nó phải phụ thuộc vào cái ca điều trị. Bởi vì sẽ có những cái ca mà thời gian điều trị lâu hơn, bởi vì là ca đó bệnh nhân khó, có những cái ca phức tạp hơn. Thì nếu mà tính thời gian điều trị á, thì nếu mình so với thông thường thì phải tùy thuộc vào bệnh nhân nữa, thì thường á thì so với những trường hợp khác thì mình có thể rút gọn thời gian là khoảng từ 3 đến 6 tháng đó. Nhanh lắm á. Nhưng mà nó phải phụ thuộc vào bệnh nhân nữa, chứ không phải là phụ thuộc vào bác sĩ không. Bởi vì phải phụ thuộc vào bệnh nhân là người ta có đi đều hay không, người ta có tuân thủ cái việc điều trị hay không đó, chứ không phải cứ giao hết cho bác sĩ rồi bệnh nhân cứ tới thời gian đó từ những tháng mà cái răng nó chưa xong là phải phụ thuộc vào bệnh nhân nữa, chứ không phải là cứ đổ lỗi hết cho một phía là giống nó có nghĩa là hai bên muốn đẹp thì phải kết hợp với hai bên để nó mới đưa ra được cái kết quả tối ưu nhất, nó mới là như vậy, chứ không phải là cái ca đó ca nào cũng như ca nào cũng hai năm là xong, không phải. Nó có thể dao động, có những ca khó ca dễ, có những ca cũng có thể là từ năm là xong rồi, nhưng mà có những ca thì bởi vì đó cho nên là phải phụ thuộc vào bệnh nhân nữa, chứ không có thể là phụ thuộc hết bác sĩ, thấy không? Nghĩa là phải hợp tác tới đúng kỳ hạn, đúng rồi, hẹn giờ nào, hẹn ngày nào thì tới đúng cái thời gian đó để mình có thể mình kiểm tra lại hoặc là kiểm soát được cái lực nó tốt hơn, chứ không có phải là đưa vào hết rồi về cái năm quay lại. Đưa bệnh nhân đeo vô xong hết cái một năm quay lại thì một năm nó vẫn còn nguyên, nó không có thay đổi gì cả, cho nên là mình phải tới lui để mình hợp tác điều trị thì nó mới đưa lại cái kết quả nó tối ưu nhất, nó là như vậy. Dạ yeah, cảm ơn Sáng. Dạ bây giờ mai mà có anh đợi Sáng tức là như có anh thì hết tức là những câu hỏi của mình nó sáng ra hẳn, không còn nụ như nụ cười nữa. Đúng rồi. Tôi anh Sáng giới thiệu em thấy sáu à, à trên tay của Sam đang là trên tay của Sam đang làm nước đông trùng hạ thảo đến từ anh Tuấn Lục. À, và cái này là vì một ông nha mọi người, sáng sớm cũng là cảm thấy bừng tỉnh, kiểu như mình tỉnh giấc hẳn luôn á, và cảm giác là đầu óc rất là thông suốt á, trí tuệ hơn. Tôi uống sáng giờ tôi buồn ngủ quá trời luôn, kiếm chỗ ngủ mới được. Trí tuệ hơn đó, nói chung là mình sẽ minh mẫn hơn. À, đúng
Sáng giờ, sáng giờ uống vô giờ quên hết rồi, nhớ giờ rồi. Một chai này mình bán bao nhiêu? À, chai này mình chưa có bán ngoài thị trường em. Đây là một cái loại mà chai mới luôn á. Đầu tiên hả? À, anh Trần Văn Thắng đâu à? Lại không biết giá, lại không biết giá. Ủa, lại không biết giá. À, thực sự ra là không biết giá thì tại vì anh cũng chỉ là người làm mình đầu tư đó. Nhưng mà anh hoạt động nhiều vậy nên thời gian đâu anh làm nghiệp có chứ, nghệ thuật ưu tiên hàng đầu của anh mà. Trời ơi, anh Lực là giàu năng lượng lắm. À, tại vì thực sự là một điều may mắn đều là mình làm đối lại những cái người có chuyên môn đó, cho nên là mình chỉ cực thời gian đầu thôi. Thời gian sau này thì có mấy bạn lo hết. À. Với lại anh Lực được cái là gọi là gia đình yên ắng hết rồi, không còn bận tâm những cái mối lo tình cảm hay là gia đình, cho nên là mình còn nhiều thời gian. Em nói như là em đang nói em luôn á. Không, em nói là em chưa ổn định, em chưa có nhiều thời gian để tại em không muốn ổn định thôi, em không muốn ổn định thôi chứ người ta đang ship thuyền tùm lum đó, nếu em muốn ổn định thì em ổn định lâu rồi. Rồi trải nghe hôm qua tôi đi quay ở dưới An Giang có một cái cô khoảng 50 mấy 60 tuổi đang đi trên một cái cầu, tôi với Huy mới chuyện qua luôn, hai anh em đang lên cầu để chuẩn bị quay cảnh nhảy cầu á, thì có một cái cô, trời ơi chính là cái con cái Huy nè, Lực ơi con về con nói với lại Sam á, lấy Huy đi, trời hai đứa mà con mình tới hai đứa để lấy nhau để con đẹp dữ lắm, trời cặp đẹp quá trời. Nó quay qua nói Huy liền đó, Huy thấy sao Huy? Huy chỉ cười thôi, mà trong nụ cười Huy có một gì đó buồn. Ủa sao vậy? Ủa tự nhiên? Tôi nghĩ là chắc có vấn đề gì đó rồi. Sao nghe xí kệ thì sao? Cảm giác sao người dân người ta rất là thích fan, rất nhiều người thích, những người lớn tuổi thích và những hoặc đặc biệt là những cô chú lớn tuổi ở dưới tỉnh rồi đó thích lắm. Mày có người đoàn là hai người có khuôn mặt nhất phu thê nữa, hai người phu thê nữa, con đưa vô cái mặt con giống không? Phu nè, trời ơi này là tiều phu nè, cái mặt hai đứa bây giờ chỉ có nét phụ cũ giống nhau. Tiều phu với thê thảm. Ủa ai vậy? Em á, chị Ngọc Lan. Hai này để mặt hết đẹp. Bà mọi người ơi. Nét mặt phú quý đang ngồi kìa, nét mặt phú quý. Người này phú quý lắm nha. Phú quý là xuất hiện nọng rồi đó em. Dạ. Nọng mà không chữa được luôn á. Cái đó không phải nọng mà là mỡ đó em. Nhưng mà vẫn đẹp chị. Chị vẫn đẹp. Em phú quý rồi. Thắng ơi. Thắng ơi Thắng, Trần Văn Thắng cho anh nó nghe là Thắng, cái chai này mình bán bao nhiêu vậy cưng? À, chai này mình bán 30 ngàn một chai sao mà? 30 ngàn? À đúng rồi. Giá đó là phải chăng 30 ngàn một chai. Một cái loại nước mà nó thần kỳ, nó bổ dưỡng như vậy. Mục tiêu sắp tới của Kim Cương Vàng là sẽ làm những chiếc xe mà để bán cái này ngoài đường luôn. Anh đi vô siêu thị đi anh. Vô siêu thị luôn. Hệ thống siêu thị đi. Hệ thống siêu thị luôn. Nói chung là mình tính nhiều lắm. Phổ biến nhất tại vì mình muốn đem cái quà tặng sức khỏe này tới tất cả mọi người. Cái slogan của Kim Cương Vàng là chúng tôi vì sức khỏe người Việt mà. Không phải là ai cũng nghĩ là ông Dùng Anh Thảo là có tiền thì mua mới uống được. Thì bây giờ mình sẽ làm cho các người có thu nhập thấp và uống được. Mọi người ơi, hồi nãy giờ